Một trong những hiện tượng rất chi là nhức nhối ở chó bút đồ khiến cho chúng ta, những người chủ nuôi, một cảm giác vô cùng khó chịu, bị chảy nước mắt và ố phần lông xung quanh khuôn mặt. Không có bất kỳ một loại thuốc nào có thể đặc trị được cái hiện tượng này ở chó bút đồ. Nếu như anh em muốn những bài cuốn của mình sạch sẽ, không bị lem mặt giống như thế này, thì bắt buộc anh em phải làm được những cái yếu tố quan trọng mình sẽ liệt kê phía sau nhé. Môi trường sống là một trong những cái mà chúng ta sẽ phải cải thiện đầu tiên. Những bé cún sống trong một môi trường với nhiều bụi bẩn thì sẽ chắc chắn rằng nó không bao giờ hết được việc bị chảy nước mắt anh em ạ. Thế hóa ra là lừa đảo à? Mà lại nói một đằng là một nẻo thế kia. Thực ra là không phải lừa đâu, mình có thể làm nó hết bị chảy nước mắt, bị lem mặt chỉ trong vòng phút mốt. Cái vấn đề chảy nước mắt ở chó bút đồ đã từ rất lâu rồi. Mình không coi đó là một vấn đề quan trọng. Mình biết nuôi trên sân cát như vậy nó sẽ bị chảy nước mắt, ố lông, nhưng mình vẫn nuôi bởi vì mình có một cái mục đích riêng, mình sẽ chia sẻ với anh em ở các clip sắp tới. Còn ngày hôm nay chỉ nói riêng về chảy nước mắt thôi nha. Tắm rửa thường xuyên và đúng cách là cách nhanh nhất để giúp chúng ta loại bỏ được hết những mảng bẩn, ố lông trên gương mặt của bé cún. Khi tắm cho các bé cún tại nhà, anh em phải massage, tắm thật kỹ phần lông xung quanh khuôn mặt. Một tuần chúng ta sẽ phải tắm từ 2 đến 3 lần. Không có bất kỳ một con chó nào nó thích cái việc mà bị máy sấy chĩa thẳng vào mặt. Chúng ta sấy được vào mặt nó thì chúng ta phải biết cách cầm. Sử dụng biện pháp mạnh để tắm, vệ sinh và sấy phần lông xung quanh khuôn mặt là điều bắt buộc nếu như chúng ta không muốn các bé cún của chúng ta bị chảy nước mắt. Lông mặt nó đang rất là dài, che hết cả mắt rồi, thì bảo làm sao mà nó chẳng chảy nước mắt. Nên là chúng ta sẽ phải cạo hết đi những phần lông xung quanh khóe mắt. Và cuối cùng, loại thức ăn anh em cho những bé cún của mình ăn hàng ngày nó cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu như tự nấu được, anh em nên cho những bé cún của mình ăn những loại thức ăn tơi khô thay vì sử dụng những loại thức ăn ướt. Rất dễ làm những bé cún của mình bị ướt lông, sử dụng lâu dài thì có thể làm cho bé cún bị ố lông. Anh em có thể tham khảo thêm bột thịt cá hồi, tinh dầu cá hồi rất là thơm ngon và nhiều dưỡng chất khi trộn cùng với cơm. Ở clip tiếp theo thì mình sẽ lại nói sâu về hợp tác chăn nuôi không mất tiền mà vẫn có chó để nuôi. Anh em phải theo dõi nha. Ok, bye bye mọi người.